Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn đã không ngừng nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng cao. Từ một xã thuần nông, đến nay Gia Thanh đã có bước phát triển bứt phá. Các ngành nghề được quan tâm mở rộng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 65,7%, kinh doanh dịch vụ chiếm 20%, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 14,2%. Chúng tôi cho rằng ngoài cái sự cố gắng của sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã và của cán bộ đảng viên thì còn cái sự vào cuộc quan trọng nhất đó là ý thức của người dân và của người dân. Chúng ta cũng không xác định là nông thôn mới chỉ là một cái cơ sở mới, một vài cái cơ sở xây dựng mới, mà nông thôn mới đây là nó chuyển biến nhận thức rõ rệt của người dân trong cái việc là người dân phải giữ vững được cái thành quả mà mình đã xây dựng, cũng như là giữ vững được các cái phong trào mà mình đã phát động. Điểm đáng chú ý là xã đã huy động sự tham gia vào cuộc của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tổng kinh phí thực hiện chương trình là trên 186 tỷ đồng, thì vốn nhân dân và doanh nghiệp đóng góp gần 140 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74%. Với tinh thần hồ hởi động viên kịp thời và nói rõ mục đích và phong trào thi đua thì mọi người dân là đều rất nhiệt tình đi đến chỗ tôi là hưởng ứng một cách rất vui mừng và phấn khởi, mở rộng hai bên đường này ra, trước kia là nó hẹp thôi. Thế đến cái năm nay là mở ra một hộ đồng một xóm, năm nay là hơn 200 triệu kể cả vận động và cả gia đình tự nguyện. Qua khảo sát đánh giá, tỷ lệ người dân hài lòng với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đạt 95%. Biến chuyển từ năm 15 cho đến giờ là nó rất là phát triển. Trước đây là đường là bé, nhưng bây giờ đường rộng, thênh thang. Hai nữa có cống rãnh thoát nước, rất là đổi mới. Đôi bên là trồng hoa, vẽ tranh. Chúng tôi là rất phấn khởi. Về Gia Thanh hôm nay, một diện mạo mới đang hiện hữu trên từng con đường, căn nhà. Những đường cây xanh mướt, đường hoa rực rỡ sắc màu, vườn cây ăn trái sum suê, các ngành nghề dịch vụ phát triển. Tất cả đã làm nên bức tranh nông thôn mới đầy sức sống. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo.